Alo, 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 Một câu qua tôi xin phía xin ta. chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Đức Digital. Có ai muốn chơi trò hoa mô cung nở với mình không? Nếu có thì mình cầm súng. Không đùa nữa, hôm nay thì mình sẽ unbox chiếc Bell sao A1 Gen 2 của B&O. Màu pinky nha các bạn. Ở cái dòng sản phẩm của B&O này thì mình cực kỳ thích cái cách đóng gói của hãng này, nhìn kiểu rất là sang trọng rồi nhẹ nhàng, rất là đan mạch ấy. Chiếc loa này thì có 5 phiên bản màu green này, gray, black, pink và gold nha mọi người. Đây thì mình sẽ đập hộp cái màu hồng này xem như thế nào nhé. Ở trên đây thì có những cái thông tin nâng cấp mà hãng muốn nhắc đến như là Super Real Sound này, là âm thanh chất lượng cao hơn và Waterproof IP67, Voice Assistant và Bluetooth 5.1. Còn mặt sau này thì mình xem. Theo như thông số của hãng đưa ra thì loa có khả năng kháng bụi và kháng nước chuẩn IP67. Đây mình thấy có thêm cả cái long battery life, có nghĩa là thời lượng pin của nó là lên đến 18 giờ đồng hồ. Như mình được biết thì 18 giờ đồng hồ là khi nghe nhạc ở mức âm lượng trung bình thôi, còn khi bật max volume ấy thì không đến 18 giờ đồng hồ đâu. Đây là chiếc Bell sao A1 đó mọi người ạ. Ủa, cái màu này mình cực kỳ ưng luôn. Còn để xem bên trong có gì nào. Đây là cuốn sổ hướng dẫn. Ui, và cái dây sạc là cùng màu với cả cái loa luôn nhá. Sạc Type-C. Về mặt thiết kế thì bên trên vẫn là nhôm cao cấp này, còn bên dưới như mình thấy lại đây là nhựa phủ cao su để cho tăng cái độ bám của loa khi mà mình đặt trên các cái bề mặt khác nhau ấy. Còn xung quanh viền này là các nút bấm cơ học. Mọi người thấy ở đây là nút tăng giảm âm lượng này, nguồn và Bluetooth, và hỗ trợ giọng nói nữa. Ở đây là cổng Type-C Input Output, có nghĩa là các bạn không chỉ dùng để sạc này mà mình có thể dùng xuất nhạc số từ máy tính qua, thì âm thanh nghe sẽ hay hơn khi nghe nhạc không dây á. Đây là mình nghĩ là lý do tại sao mà bên hãng đã lược bỏ cái jack 3.5. Ở dây đeo thì mình thấy có phần thay đổi tinh tế hơn về cái miếng logo này, nghĩa là đây cái này nó sẽ nhỏ hơn này. Còn đối với bản 1 thì nó là cái logo hình tròn và trọng lượng của nó là 558 gram. Cái loa A1 Gen 2 này là mình liên tưởng đến cái túi round coin purse của Louis Vuitton mà các chị mẹ hay dùng ấy. Cái này mình đeo cho mọi người xem. Người biết cái này gọi là gì không? Mù tiền đấy. I came here to trap some money. Shopping on my money. Hữu một củ loa trầm 3.5 inch và một củ loa Twister 0.6 inch, được hỗ trợ bởi hai âm ly Class D 30W, nghĩa là tổng công suất của loa là 60W. Kỳ diệu không? Cái loa nhỏ như này mà công suất 60W, nếu còn hơn cả con Studio 7 nữa. À, và một điều nữa mà mình cực kỳ thích ở cái loa A1 này đó chính là âm thanh chuẩn 360. Có nghĩa là khi mà mình không quan tâm phải đặt loa ở vị trí nào hay là đứng ở bất cứ đâu mà mình đều có thể trải nghiệm âm thanh giống nhau. Ok, không để mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ test âm thanh của con Gen 2 này cho mọi người nghe nhé. I will let you in this game. Take me out when I'm down. Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. I'm safe and sound.
Mọi người nghĩ sao về chiếc Gen 2 này? Hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Còn đối với những ai mà đang ưng cái chiếc Gen 2 này rồi thì hãy liên hệ qua page Anh Đức hoặc là đến luôn địa chỉ 34 Phan Châu Trinh nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.